Ca tử vong thứ 3 ở thành phố Hồ Chí Minh vì Covid-19. Cụ ông 75 tuổi trú tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh tử vong vào sáng ngày 20 tháng 6, chẩn đoán viêm phổi do Covid-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 trưa ngày 21 tháng 6 thông báo ca tử vong số 67. Bệnh nhân 11.529, nam, 75 tuổi, trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 14 tháng 6. Cụ ông được chẩn đoán mắc Covid-19, có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Trong quá trình điều trị, diễn biến nặng dần, suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn vận mạch không hồi phục. Bệnh nhân được điều trị tích cực thở máy, kháng sinh theo kháng sinh đồ, chống đông, kháng viêm, dinh dưỡng, chăm sóc toàn diện. Bệnh nhân đã được hội chẩn với khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Do tuổi đã cao, bệnh nền nặng, đáp ứng điều trị kém, bệnh nhân không qua khỏi. Và bệnh nhân tử vong 10 giờ 45 ngày 20 tháng 6, chẩn đoán viêm phổi do Covid-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu. Và đây là ca Covid-19 thứ 3 tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, bệnh nhân 5.463, nữ, 37 tuổi, là con gái của một chủ quán ăn tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tử vong vào sáng ngày 2 tháng 6. Trường hợp khác là bệnh nhân nữ, 57 tuổi, tử vong trên đường chuyển viện từ Bệnh viện Gò Vấp đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh.